Hiền Huynh, Hiền Huynh, Hiền Huynh. Ê, hình như ở đâu có tiếng ai khóc than đó Hiền Huynh. Hướng này nè Hiền Huynh ơi, hướng này nè. Đi Hiền Huynh, qua qua bển coi sao. Hai đứa con đi ông ơi. Dừng lại. Dạ. Hai đứa con đi. Chưa. Mày đánh như vậy làm sao mà trúng thép được? Mày đánh làm sao nó lồi thép ra mới được? Mày đánh hồi nãy giờ toàn lồi giấy không à? Thép lại xích lên trên. Xích lên trên á. À. Quang tha cho con đi Quang ơi. Quang có đánh chết còn á, còn cũng không có tiền nữa Quang ơi. Quang, thằng này nó nghèo lắm Quang. Nó nghèo nhất cái làng này đó Quang. Quang biết không, 4 suất thuế năm nay nó chưa đóng đồng nào hết đó Quang. Trời, sao tôi nghi ngờ cái chức xã ông quá vậy? Hồi xưa mua xong được bầu phải không? Ông tin cái đám dân ngu cu đen rít lợ này hả? Đứa nào mà nó không ca thán? Ông đi tìm hết cái xứ này có đứa nào mà nó không ca thán vậy không? Vậy mà cuối vụ cái nó đóng thế đầy đủ. Vậy có phải nó gạt mình không? Đánh. Dạ. Quang ơi, Quang tha cho con đi Quang ơi. Quang đừng có đánh chết con. Quang tha cho con đi Quang ơi. Con còn nuôi mấy đứa nhỏ với mẹ già nữa Quang ơi. Quang, 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 dừng tay đi Quang. Lỡ mà nó chết rồi ai đóng thế với mình hả Quang? Quang biết không, muốn dắt sữa bò thì phải để cho con bò nó sống chứ Quang. Vậy thì con bò bánh lỗ tai ra nghe Quang nói nè. Con bò nằm kia nghe luôn nghe. Con bò này mà có chết rồi đó thì con nghe đó, sẽ chung tiền cho con bò này đó. Tao đố mày dám chết, tao chia thế tới cùng luôn đó. Đánh. Dạ. Đánh mạnh vô. Quang ơi, đừng đánh con nữa Quang ơi. Hiền Huynh, nó đánh người ta như vậy chắc chết người ta luôn quá. Để ra nói chuyện phải quay với nó. Để bình tĩnh, Huynh đâu có đuôi. Một lát, người kia xỉu là thế nào tụi nó cũng ngưng đánh à. Trời đất ơi Huynh ơi, kiểu này chết người thiệt đó. Chết thiệt đó Huynh. Đánh. Đánh cho nó trúng thép được không? Quang, ra cho con đi. Bẩm Quang, nó xỉu rồi Quang ơi. Cái gì? Dạ nó xỉu rồi. Hả? Đâu? Dạ. Mới sớm có 100 mấy chục heo mà chết à. Xỉu rồi à. Ta đâu có đuôi. Xỉu đâu mà xỉu. Lôi nó về đình, trói nó đó, tạt nước cho nó tỉnh, quánh thêm mấy trăm hè nữa cho nó mềm ra, rồi lùa hết mấy cái nhà mà không đóng tiền lễ thế đó, cho họ thấy là họ tởn à. Quang, Quang, dạ. Quang đừng có làm quá Quang. Lỡ mà làm quá như vậy dân nó phản ứng là loạn đó Quang. Trời ơi, sao tôi nghe cái chức xã ông hoài luôn. Sao ông khờ quá vậy? Cái dân đen thui ốm nhơm ốm nhách này nè, trong tay có một tấc sắt làm sao chống nổi với quân lính huyện đường mà ông lo. Thôi, ta phải đi đón khâm sai. Trễ với quan trên là không được đâu. Ông lo liệu đi rồi báo ta nha. Dạ biết rồi. Ông nhái ai đó? Dạ biết rồi. Thổ vậy mới được nha. Quan, Quan, giờ mình tính nó làm sao đây Quan? Tính gì nữa, nghe ông nói không? Giải lên đình. Dạ. Làm sao có được cái giọng ta?